Xin chào em, hôm nay cô và các em tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong đề số 4 trong 33 đề luyện thi môn địa lý của Trung tâm Luyện thi Đại học Firestar. Bây giờ chúng ta sẽ vào ngay câu hỏi đầu tiên. Câu 1. Gió phơn Tây Nam chủ yếu hoạt động ở khu vực nào của nước ta? A. Bắc Trung Bộ, B. Tây Nguyên, C. Duyên Hải Nam Trung Bộ và D. Đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên. Và đối với câu này, phương án chính xác đó chính là phương án A, Bắc Trung Bộ. Đây là vùng chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất của gió phơn Tây Nam. Và các bạn hiểu gió phơn Tây Nam hay còn gọi là gió Lào, hoặc cũng có thể gọi đây là gió Tây khô nóng của nước ta. Và Bắc Trung Bộ này, do gió mùa Tây Nam thổi từ vịnh Bengal vào đến nước Lào, thì khi gió này thổi từ Lào vượt qua dãy Trường Sơn Bắc của chúng ta đã bị biến tính mưa chút hết ở bên đất nước Lào, và khi vượt qua dãy Trường Sơn Nam nó bị trở nên tính chất khô và nóng, đã gây ra hiệu ứng phơn đối với dãy Trường Sơn Nam và dãy Trường Sơn Bắc của chúng ta. Chính vì vậy khu vực Bắc Trung Bộ có dãy Trường Sơn Bắc là khu vực ảnh hưởng mạnh nhất của gió phơn Tây Nam hay còn gọi là gió Lào. Câu 2. Đi từ đất liền ra đến ranh giới vùng biển quốc tế, các bộ phận của vùng biển nước ta lần lượt là A. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế. B. Nội thủy, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, lãnh hải. C. Lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, nội thủy, vùng đặc quyền kinh tế. D. Vùng tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế và nội thủy. Đáp án chính xác đó chính là phương án A. Đi từ đất liền ra đến biển của nước ta thì chúng ta sẽ lần lượt đó là nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế. Câu 3. Nước ta nằm trong hệ tọa độ địa lý là A. 23 độ 23 phút Bắc tới 8 độ 30 phút Bắc và 102 độ 09 phút Đông đến 109 độ 24 phút Đông. B. 23 độ 20 phút Bắc đến 8 độ 30 phút Bắc và 102 độ 09 phút Đông đến 109 độ 24 phút Đông. Phương án C. 23 độ 23 phút Bắc đến 8 độ 34 phút Bắc và 102 độ 09 phút Đông đến 109 độ 24 phút Đông. Phương án D. 23 độ 23 phút Bắc tới 8 độ 34 phút Bắc và 102 độ 09 phút Đông đến 109 độ 20 phút Đông. Và phương án chính xác đó chính là phương án C. Từ hệ tọa độ địa lý trên đất liền của chúng ta nằm từ 8 độ 34 phút Bắc đó là điểm cực Nam, tới 23 độ 23 phút Bắc đó là điểm cực Bắc, và từ 102 độ 09 phút Đông đó chính là điểm cực Tây, và đến 109 độ 24 phút Đông đó chính là điểm cực Đông của chúng ta. Như vậy phương án chính xác đó chính là phương án C. Câu 4. Nhịp độ gia tăng dân số biến đổi qua các thời kỳ và tăng nhanh nhất qua các kỳ A. Năm 1931 đến năm 1960, B. Năm 1965 đến năm 1975, C. Từ năm 1979 đến năm 1989 và D. Từ năm 1990 đến năm 2000. Thì nhìn vào bảng số liệu, nhìn vào biểu đồ ở bài dân số của nước ta thì chúng ta có thể thấy nhịp độ gia tăng dân số của nước ta khác nhau giữa các thời kỳ, và tăng nhanh nhất đó chính là vào thời kỳ phương án B, từ năm 1965 đến năm 1975. Sở dĩ vì sao vào giai đoạn này tốc độ gia tăng dân số của nước ta cao như vậy đó chính là tâm lý tăng bù sau chiến tranh, bởi vì lúc này là lúc mà nước ta vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh. Chính vì vậy số người chết khi mà tham gia chiến tranh rất nhiều. Chính vì vậy chúng ta có tâm lý phải tăng bù sau chiến tranh là như vậy, và khiến cho tốc độ gia tăng dân số của nước ta thời kỳ này rất là cao. Câu 5. Ba vùng kinh tế trọng điểm của nước ta là A. Đồng bằng sông Hồng, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. B. Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam. C. Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. D. Phía Bắc, miền Trung và phía Nam. Và phương án chính xác của câu này đó chính là phương án D. Ba vùng kinh tế trọng điểm đó chính là vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây mới là tên gọi chính xác của ba vùng kinh tế trọng điểm của nước ta. Và hiện nay từ sau năm 2008 thì nước ta đã có thêm một vùng kinh tế trọng điểm nữa, đó chính là vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy với số liệu mới nhất thì hiện nay chúng ta có 4 vùng kinh tế trọng điểm chứ không phải là 3 vùng kinh tế trọng điểm. Câu 6.
vùng chuyên môn hóa về lương thực thực phẩm lớn nhất của nước ta là A. Đồng bằng sông Hồng, B. Đồng bằng Bộ, C. Tây Nguyên và D. Đồng bằng sông Cửu Long. Và câu này phương án chính xác chắc chắn là phương án D, bởi vì đồng bằng sông Cửu Long là vùng là đồng bằng lớn nhất nước ta, cũng là vùng trọng điểm lương thực thực phẩm số 1 cả nước, và đây chính là vùng mà cung cấp lượng gạo để nước ta trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới là chủ yếu. Đồng bằng sông Hồng thì cũng là vùng trọng điểm lương thực thực phẩm, là vùng chuyên môn hóa về lương thực thực phẩm, nhưng chỉ đứng thứ hai sau đồng bằng sông Cửu Long. Còn Đông Nam Bộ và Tây Nguyên không phải là vùng chuyên môn hóa về lương thực thực phẩm, mà đây là vùng chuyên môn hóa về cây công nghiệp. Câu 7. Điểm xuất phát của nền kinh tế nước ta là A. Là một nền nông nghiệp nhỏ bé, B. Là một nền công nghiệp hiện đại, C. Là một nền kinh tế mà có trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại, D. Là một nền kinh tế mà nền nông nghiệp hiện đại. Và câu 7 này, phương án chính xác đó chính là phương án A. Điểm xuất phát của một nền kinh tế của nước ta để khi nước ta tiến hành đổi mới, đó là một nền nông nghiệp nhỏ bé lạc hậu, chứ không phải là một nền công nghiệp hiện đại hay là một nền nông nghiệp hiện đại, bởi vì chúng ta bây giờ đang hướng đến hai nền kinh tế này, và chắc chắn cũng không phải là một nền kinh tế mà có trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại. Đây không phải, đây là một trong những lý do mà làm cho quá trình đổi mới của nước ta gặp nhiều khó khăn là như vậy. Câu 8. Từ năm 1991 đến nay, sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta có đặc điểm A. Khu vực 1 giảm dần tỷ trọng nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP. B. Khu vực 3 luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP mặc dù tăng không ổn định. Phương án C. Khu vực 2 giữ tỷ trọng không cao nhưng là ngành tăng nhanh nhất. Phương án D. Khu vực 1 giảm dần tỷ trọng và đã trở thành ngành có tỷ trọng thấp nhất. Thì đối với câu 8 này, phương án trả lời chính xác của chúng ta phương án D. Khu vực 1 chính là ngành nông lâm ngư nghiệp của nước ta đang có xu hướng đó là giảm dần tỷ trọng, và khu vực 2 và khu vực 3 đang có xu hướng tăng dần tỷ trọng. Và đúng như hiện nay thì khu vực 1 của nước ta đã giảm tỷ trọng và đã trở thành ngành có tỷ trọng thấp nhất của nước ta, chỉ chiếm khoảng 28%. Trong khi đó, phương án A, B, C thì có ý đúng, có ý sai, nên là suy ra nó là ý sai chứ không phải ý đúng. Đối với câu A, khu vực 1 giảm dần tỷ trọng nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP là sai. Khu vực 1 giảm dần tỷ trọng và hiện nay nó là ngành chiếm tỷ trọng thấp nhất trong cơ cấu GDP chứ không phải là cao nhất. Phương án B cũng sai, bởi vì khu vực 3 luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP dù tăng không ổn định. Đây không phải là khu vực chiếm tỷ trọng cao nhất. Phương án C, khu vực 2 dù tỷ trọng không cao nhưng là ngành tăng nhanh nhất, thì khu vực 2 mới là khu vực chiếm tỷ trọng cao nhất của nước ta hiện nay, chứ không phải là mặc dù nó tỷ trọng không cao. Câu 9. Đây là một tỉnh quan trọng nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nhưng không thuộc vùng đồng bằng sông Hồng. A. Vĩnh Phúc, B. Hải Dương, C. Quảng Ninh và D. Thái Nguyên. Và đối với câu 9 này, phương án chính xác của chúng ta là phương án C. Tỉnh Quảng Ninh, đây là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nhưng nó không thuộc đồng bằng sông Hồng mà nó thuộc vùng trung du miền núi Bắc Bộ chúng ta. Câu 10. Hướng chuyên môn hóa của tuyến công nghiệp Hà Nội - Đáp Cầu - Bắc Giang là A. Vật liệu xây dựng và cơ khí, B. Hóa chất và vật liệu xây dựng, C. Cơ khí và luyện kim, D. Dệt may, xi măng và hóa chất. Và đối với câu 10 này, hướng chuyên môn hóa chính xác của chúng ta phương án B. Hóa chất và vật liệu xây dựng. Câu 11. Căn cứ vào Atlas địa lý Việt Nam trang 45, hãy cho biết thành phố trực thuộc trung ương nào sau đây không tiếp giáp với Biển Đông. A. Hải Phòng, B. Đà Nẵng, C. Thành phố Hồ Chí Minh và D. Cần Thơ. 3. Câu này phương án chính xác đó chính là phương án D. Cần Thơ. Có tất cả Hải Phòng, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, đây đều là ba thành phố trực thuộc trung ương giáp biển của nước ta. Riêng Cần Thơ không giáp biển, mà Cần Thơ nằm sâu trong nội địa và nó nằm trên dòng sông Cửu Long của nước ta. Câu 12. Căn cứ vào Atlas địa lý Việt Nam trong 18, hãy cho biết vùng nào sau đây có diện tích đất mặt nước nuôi trồng thủy sản nhiều nhất nước ta. Thì căn cứ vào Atlas địa lý Việt Nam trong 18, chúng ta dựa vào nền màu và số phần trăm, thì
chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó là phương án chính xác của câu 12 này của chúng ta phương án B. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có diện tích nguồn nước nuôi trồng thủy sản lớn nhất cả nước, chứ không phải là Bắc Trung Bộ hay duyên hải Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Hồng. Câu 13, các từ vựng Atlas địa lý Việt Nam trang 26 hay cho biết vùng trung du miền núi Bắc Bộ có các trung tâm công nghiệp nào? A. Thái Nguyên, Hạ Long, Cẩm Phả. B. Hải Phòng, Hạ Long, Cẩm Phả. C. Hải Phòng, Hạ Long, Thái Nguyên. Và D. Hạ Long, Cẩm Phả, Việt Trì. Đối với câu 13 này, phương án chính xác là chúng ta phương án A. Vùng trung du miền núi Bắc Bộ có các trung tâm công nghiệp sau, đó chính là Thái Nguyên, Hạ Long và Cẩm Phả. Bởi vì Hạ Long và Cẩm Phả đều thuộc tỉnh Quảng Ninh, một tỉnh Quảng Ninh thuộc trung du miền núi Bắc Bộ, và Thái Nguyên cũng là tỉnh thuộc trung du miền núi Bắc Bộ. Còn Hải Phòng thì đối với phương án B có Hải Phòng thì Hải Phòng lại thuộc đồng bằng sông Hồng. Phương án C cũng tương tự như vậy, có Hải Phòng thuộc đồng bằng sông Hồng. Phương án D thì lại có Việt Trì thì lại có phương án D thì không phải. Hạ Long thì không phải là trung tâm công nghiệp. Câu 14, căn cứ vào Atlas địa lý Việt Nam trang 27 hay cho biết tuyến đường bộ theo hướng đông tây nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ? A. Đường số 6, B. Đường số 7, D. Đường số 8 và D. Số 9. Và nếu chúng ta đã học bài Bắc Trung Bộ cũng như nhìn vào Atlas địa lý Việt Nam trang 27, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết phương án sai ở đây, tức là tuyến đường bộ theo hướng đông tây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ, đó chính là phương án A, đường số 6. Bởi vì ba tuyến đường bộ theo hướng đông tây quan trọng nhất của vùng Bắc Trung Bộ, đó chính là đường 7, 8 và 9, nối từ phía đông sang phía tây. Còn riêng đường số 6 không phải là đường là tuyến đường bộ thuộc vùng Bắc Trung Bộ, mà đây lại là tuyến đường nằm ở trung du miền núi và trong du miền núi Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng của chúng ta. Về tuyến đường số 6 là tuyến đường nối từ Hà Nội đi đến Điện Biên đến các tỉnh ở phía tây bắc của nước ta, tức là nối Hà Nội với các tỉnh miền núi tây bắc của nước ta, đấy chính là đường số 6. Câu 15, khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới là do vị trí A. Tiếp giáp vùng biển rộng lớn, B. Nằm ở bán cầu Bắc, C. Nằm ở bán cầu Đông và D. Nằm ở vùng nội trị tuyến. Và câu này phương án trả lời chính xác nhất phải là phương án D, nằm trong vùng nội trị tuyến Bắc bán cầu, nên là khí hậu nước ta mới mang tính chất là nhiệt đới. Còn phương án A. Tiếp giáp với vùng biển Đông rộng lớn là làm cho khí hậu nước ta có tính chất ẩm. Phương án B. Nằm ở bán cầu Bắc nhưng không nói rõ là vùng nội trị tuyến hay là vùng hay là nằm ở vùng hàn đới hay là nằm ở vùng ôn đới. Còn phương án C nằm ở bán cầu Đông thì không liên quan đến việc là tính chất nhiệt đới của nước ta. Như vậy phương án chính xác nhất phải là phương án D. Câu 16, một phần diện tích của đồng bằng sông Hồng không được phù sa bồi đắp hàng năm là do A. Địa hình cao ở rìa phía tây và tây bắc thấp dần ra phía biển. B. Bề mặt đồng bằng bị chia cắt thành nhiều ô. C. Được con người khai phá lâu đời và làm biến đổi mạnh. Và D. Có hệ thống đê ngăn lũ. Và câu trả lời của câu 16 này chính là phương án D, có hệ thống đê ngăn lũ. Một đặc điểm của đồng bằng sông Hồng đó là có hệ thống đê ngăn lũ. Chính vì vậy là cho vùng ngoài đê thì hàng năm cũng được phù sa bồi đắp hàng năm, còn vùng trong đê thì không được phù sa bồi đắp hàng năm, làm cho vùng trong đê chủ yếu là những ruộng bậc cao và bị bạc màu. Như vậy phương án chính xác đó là phương án D. Còn ngược lại, ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thì lại không có hệ thống đê ngăn lũ, mà lại là có hệ thống kinh rạch chẳng chịt, làm cho đồng bằng được chia ra thành nhiều vùng trũng. Còn ở đồng bằng sông Hồng thì có nhiều ô trũng. Phương án B của câu 16 này, đồng bằng bị chia cắt thành nhiều ô trũng, đấy là do có nhiều hệ thống đê, chính đê đã làm cho đồng bằng bị chia cắt thành nhiều ô trũng. Tiếp theo, câu 17, mật độ dân số đồng bằng sông Hồng lớn gấp 2,8 lần đồng bằng sông Cửu Long được giải thích bằng nhân tố chính là sau đây: A. Điều kiện tự nhiên, B. Trình độ phát triển kinh tế, C. Tính chất của nền kinh tế và D. Lịch sử khai thác lãnh thổ. Thì câu này phải chính xác của chúng là câu D, lịch sử khai thác lãnh thổ. Bởi vì nếu xét về điều kiện tự nhiên
thì đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long điều kiện tự nhiên thuận lợi như nhau, là cùng là đồng bằng, cùng có nguồn nước phong phú từ các hệ thống sông lớn và cùng có khí hậu thuận lợi. Nhưng nhân tố mà lại thúc đẩy làm cho đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao hơn rất nhiều đồng bằng sông Cửu Long, đó là sau lịch sử khai thác của đồng bằng sông Hồng có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời hơn rất nhiều. Do vậy dân cư vốn dĩ đã tập trung ở đồng bằng sông Hồng rất lâu đời rồi, làm cho đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số rất cao. Công nghệ 8. Khó khăn lớn nhất của việc khai thác thủy điện ở nước ta là: A. Sông ngòi ngắn rất tiềm năng thủy điện thấp. B. Miền núi và trung du cơ sở hạ tầng còn yếu. C. Sự phân bổ thì khí hậu làm lượng nước không đều. Và D. Sông ngòi của nước ta có lưu lượng nhỏ. Thì đối với câu này, câu này chính xác là C. Sự phân bổ của khí hậu làm cho lượng nước không đều.